Xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh YouTube của Nhật Lệ 79 Review nhà đất. Và trong video hôm nay thì Lệ đang có mặt tại con đường Nguyễn Thiện Thuật, một trong những cái cung đường rất là sầm uất và có rất là nhiều khách du lịch qua lại tại thành phố Nha Trang. Và ngay trước mặt em là đây đó chính là tòa nhà của trung tâm thương mại Vincom nha quý anh chị. Ở đối diện phía bên này là của chung cư Hút Nguyễn Thuật. Và dọc đây là cung đường Nguyễn Thuật nè quý anh chị, hàng quán xung quanh rất là nhiều và khách du lịch qua lại nơi này rất là đông quý anh chị. Ở đây thì hội tụ rất là nhiều hàng quán, từ spa nè, spa rất là nhiều, các văn phòng du lịch, cà phê, hàng quán cực kỳ nhiều luôn quý anh chị. Ngay chỗ phía góc kia là tòa nhà Panorama này quý anh chị. Các anh chị đi thẳng con đường này thì sẽ giao với Nguyễn Thị Minh Khai rồi ha, và ra biển, hoặc là chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại. Nếu mà đi bộ thì có thể là đi theo hướng ngược lại ha. Ra đi đường này là ra tới thác Cẩm Hương rồi nè quý anh chị. Từ đây vị trí này thì cách biển chỉ tầm 500 mét thôi quý anh chị ạ. Ra biển rất là gần luôn. Và với cái căn nhà mà Lệ muốn giới thiệu với các anh chị trong video hôm nay thì nó nằm ngay mặt tiền con đường Nguyễn Thuật nha quý anh chị. Với chiều ngang của nó là 4m53. Hiện trạng là nhà 3 tầng với 1 tâm quý anh chị. Nằm ngay gần Vincom luôn. Vị trí nhà chúng ta cách Vincom chỉ tầm 5-6 căn nhà là đã tới nhà chúng ta rồi quý anh chị. Ngay cạnh Vin luôn ha. Khách du lịch thì qua đây rất là nhiều. Với tổng diện tích của căn nhà mình là muốn giới thiệu với các anh chị trong video hôm nay là 25,5m² nha quý anh chị. Đây là kết cấu phía bên ngoài của nó nè. Đó. Phía bên cạnh đây thì đang có người để mở quán bán ha. Phía trước nhà các anh chị có thể thấy là có một cái khoảng vỉa hè cực kỳ rộng để có thể là thoải mái đậu xe khi mà chúng ta kinh doanh mua bán ha. Với căn này thì có thể là mua về để cho thuê tạo dòng tiền cũng rất là tốt quý anh chị. Với mặt ngang của nó là 4m53 và dài là 5m6 nha. Rất là vuông vắn và rất là đẹp. Dưới này thì gia chủ thiết kế giống như là để trống để có thể là dễ dàng cho thuê kinh doanh quý anh chị. Và dưới này thì cũng có một cái nhà vệ sinh ha. Khi mà khách thuê thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái sinh hoạt của mình ha. Đó, mặt bằng dưới này rất là rộng luôn. Đây, mặt ngang rất là rộng ha. Được cái là mặt ngang rộng và vuông vắn quý anh chị. Đây, phía trước nhà này, vỉa hè nè. Vị trí nhìn qua ha, khu phố Tây. Bây giờ thì lại sẽ di chuyển lên phía trên để quay cho quý anh chị cùng xem hết một vòng tổng quan của cái căn nhà mình. Đây là cái lối đi lên tầng 2 nhà chúng ta nha quý anh chị. Đây. Với 3 tầng thì đều được thiết kế thông suốt hết như vậy nha quý anh chị. Nhà thì hiện tại là không có chủ ở, vì vậy là nhìn nó hơi bụi ha. Đây, cái khu vực tầng 2 này quý anh chị, nó thông suốt hết như thế này. Mặt bằng trống ha, nhưng mà mỗi tầng thì đều có nhà vệ sinh riêng hết quý anh chị ha. Đây, có nhà vệ sinh riêng hết trong phòng. Đây là cái view trước nhà của chúng ta. Phía đối diện thì là chung cư Hút Nguyễn Thuật quý anh chị. Nhà này thì cũng được xây dựng khá là lâu rồi ha quý chị. Nhưng mà cái cốt của nó thì lại thấy là rất là kiên cố luôn. Cái lớp sơn đồ phía bên ngoài thì nó đã cũ rồi. Đây, mỗi tầng ngay chỗ vị trí mà cầu thang đi lên thì đều có cửa thông để lấy được ánh sáng cũng như là cái ô gió quý anh chị ha. Đây. Trên tầng 3 thì cái phòng này thì gia chủ thiết kế là ngăn lại ha. Phía trong đây là phòng ngủ. Đây, phía trong này thì sẽ là phòng ngủ nè. Còn ở phía góc này thì là thiết kế bếp để có thể là sinh hoạt nấu nướng ở trên này nha quý anh chị. Nhà của chúng ta thì có hướng Tây Nam. Vị trí Nguyễn Thuật thì là một cái vị trí kinh doanh mà khỏi phải bàn cãi nha quý anh chị. Hiện tại là cái thị trường du lịch phục hồi thì có rất là nhiều nhiều người mong muốn
thuê những cái vị trí mặt tiền Nguyễn Thuật như thế này để có thể là dễ dàng kinh doanh cho du khách đó quý anh chị. Mới một căn như thế này thì chúng ta có thể là hiện tại giá cho thuê thì có thể là tầm 15 triệu một tháng quý anh chị, cho cái nguyên căn 15 tới 20 triệu. Trên này thì chúng trên tầng tâm thì chúng ta có thêm một cái phòng nữa ở bên góc này quý anh chị. Đó. Phòng trên này thì gia chủ lúc trước thiết kế là để làm phòng thờ ha. Ở phía góc ngoài thì là có cái bồn nước và xung quanh thì là các song sắt để bảo vệ an toàn quý anh chị. Đây. Đây, rất là nhiều tòa nhà cao tầng xung quanh cái khu vực của chúng ta quý chị ha. Đây là khách sạn Vigo và Regalia Gold, hai cái tòa khách sạn rất là lớn. Ra phía sau đây là biển rồi quý anh chị. Đó. Vị trí nhà chúng ta thì cách biển là chỉ tầm hơn 500 mét thôi. Rất là tiện lợi cho quý cô chú anh chị cũng đang có thể là căn nhà này phía trên thì chúng ta ở, phía dưới thì cho thuê kinh doanh ha. Ở đây thì đi tắm biển mỗi ngày, khu vực ngay trung tâm thì không thể không thiếu một cái tiện ích nào hết đó quý anh chị. Vừa ở vừa có dòng tiền cũng rất là tốt luôn. Đây, dân cư khu vực này thì rất là đông rồi. Đường Nguyễn Thuật của chúng ta thì với chiều rộng là lên đến 18 mét nha quý anh chị. Đây, 20 mét đường Nguyễn Thuật của chúng ta là bao gồm vỉa hè luôn thì chỉ là 20 mét thôi quý anh chị ạ. Và với cái căn nhà này thì gia chủ đang mong muốn bán với mức giá là 8 tỷ 2 và còn thương lượng thêm cho quý anh chị thiện chí nha. Đây là cái hình sổ của căn nhà này quý anh chị. Các anh chị có thể thấy là sổ của căn nhà rất là vuông vắn ha. Đây, sổ rất là vuông, rất là đẹp ha. Và cũng đã hoàn công rồi, với diện tích sàn sử dụng là 100 m². Pháp lý chuẩn chỉnh cho quý anh chị có thể là mua ở hoặc đầu tư cho thuê tạo dòng tiền. Và nếu quý anh chị mình quan tâm đến vị trí căn nhà mà Lệ giới thiệu trong video hôm nay thì hãy gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau ạ.